Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Để tính được thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cá nhân đó là cá nhân cư trú hay là không cư trú. Nếu là cá nhân cư trú thì xác định thêm thời hạn làm việc tại Việt Nam. Người nước ngoài là cá nhân cư trú thì theo điểm B khoản 1 điều 25 Thông tư 111 2013 thông tư của Bộ Tài chính quy định thì người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam có cách tính thuế thu nhập cá nhân phụ thuộc vào thời gian làm việc cụ thể. Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tặng khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế. Thì công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân thuế xuất. Đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì khấu trừ theo biểu lũy tiến toàn phần. Người nước ngoài là cá nhân không cư trú thì thuế thu nhập cá nhân được xác định theo công thức thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công xác định bằng tổng số tiền lương tiền công tiền thù lao các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế trong đó thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú cụ thể thời điểm xác định thu nhập chịu thuế bao gồm thời điểm tổ chức cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Thứ hai, riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm. Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú đồng thời làm việc ở Việt Nam và nước ngoài thì chúng ta sẽ tách ra hai trường hợp trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại việt nam thì tổng thu nhập phát sinh tại việt nam bằng số ngày làm việc cho công việc tại việt nam chia cho tổng số ngày làm việc trong năm nhân với lại thu nhập từ tiền lương tiền công cộng với thu nhập chịu thuế khác trước thuế phát sinh tại việt nam trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại việt nam thì tổng thu nhập phát sinh tại việt nam sẽ bằng Số ngày có mặt ở Việt Nam chia cho 365 ngày nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác trước thuế phát sinh tại Việt Nam. Lưu ý, thu nhập chịu thuế khác trước thuế phát sinh tại Việt Nam là các khoản lợi ích bằng tiền khác hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động đó là những lưu ý mà các bạn cần phải nắm được khi mà chúng ta tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài